To start the night, I would like to introduce you a song named Song Day. This song will take you to the atmosphere of Saigon 30 years ago. That's the time just before the fall of Saigon. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị nhạc phẩm Song Day và nhạc phẩm Song Day đêm nay đặc biệt sẽ đưa quý vị về khung cảnh của Saigon 30 năm về trước. And the singer, performer, is our most famous singer. Please put your hands together for our number one singer, Khanh. Cho tôi.
cây. Xin cho tôi yên phận tù đầy. Xin cho tôi là thoáng rượu cây. Xin cho tôi xin vạn lần rồi. Một hôm nào che hạt trong nỗi. Xin cho tôi.